Chào cả nhà, mình bắt đầu đi vào cái địa phận của nước Ý và đi qua một cái cung đường rất là ngoằn ngoèo ở trên núi. Thì Linh có quay lại cái cung đường này cho mọi người xem và để mọi người thấy là cái cung đường này nó thực sự là với Linh á, ta lái của Linh không có giỏi đâu, cho nên Linh không có dám lái ở cái cung đường này, tại vì đi lên gần 2000m ở trên đó cả nhà, cho nên Linh ngán lắm. Linh mời cả nhà theo dõi clip của Linh nhé. Tụi Linh đang chạy trên cái đường núi, thì cái núi này á, là nó gọi là nó liên khúc từ Áo qua Ý. Và mình đang chạy thì một bên mình thấy là nhiều đá và một bên thì cây cối xanh rì. Thì Linh không biết là cái đá trên cái núi, cái đỉnh núi này á, là còn tuyết còn băng hay không, hay là chỉ là đá trắng của cái núi thôi. Nói chung là một chút xíu á, Linh tìm hiểu thêm thông tin rồi Linh sẽ nói cho mọi người nghe nhé. Ở đây là mình thấy là cũng không hiểu là cũng sống trên núi đó nha cả nhà. Cao kinh khủng luôn ha. Bao nhiêu mét anh? Bijna 2000. Oh, daar of hier? Wij zitten hier. Wij zitten nu bijna 2000. Mình hiện giờ là ở độ cao khoảng 2000 mét. Ôi, Linh thấy cái tích ở trên đó còn một cái căn nhà nữa. Anh xã Linh mới vừa nói là 36 độ mà bây giờ ngồi thì chẳng nhớ là anh xã nói 36 độ cong hay là độ, Linh nghĩ là độ cong chứ không phải là độ cong, độ đi lên chứ không phải là cái nhiệt độ ngoài trời. Và mọi người nhìn thấy cái đường này đi nó cũng hơi hẹp. Thì cái đường núi mà mọi người biết rồi đó, làm gì có cái chuyện mà rộng rãi để cho mình đi. Cho nên Linh cũng rất là ngại khi mà phải chạy qua mấy cái đường này, và Linh không có dám chạy đâu, tại vì Linh đã từng chạy ở cái khu rừng đen rồi. Và cái khu rừng ở đây á, thì nó cao, nhưng mà một bên Linh thấy có xây gạch đó. Còn cái khu rừng đen ở chỗ Linh sợ muốn chết luôn, tại vì có một bên là vực thẳm, một bên là vách núi. Cho nên bây giờ tới mấy cái chỗ lạ Linh ngại chạy xe lắm cả nhà. Có con mình ngồi phía sau á, mình sợ lắm. Mình không lo cho mình nhiều nhưng mà mình lo cho con, cho gia đình của mình. Cho nên thôi Linh để cho anh xã Linh tay lái cứng hơn để lái qua những cái đoạn đường này. Còn mình ngồi thì mình quay phim thôi cho mọi người xem. Cái núi nó cứ phía trước mình hoài ha. Mình cảm giác giống như là mình đi tới mà mình không chạm tới được á cả nhà. Không biết là đến khi nào, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây thì Linh sẽ đi tới. Cái đường ngoằn ngoèo này nè cả nhà, là tụi mình phải chạy lên luôn á cả nhà. Trời ơi, lên tới đỉnh luôn. Linh không dám thử, không dám thử lái. Trước đây thì mình cứ nghĩ cái đèo Hải Vân nó là kinh khủng lắm nha. Bây giờ đi cái đèo này thì mình mới thấy nó kinh khủng như thế nào á. Sao jij mag de camera even houden? Sao even wacht, geef heel eventjes. Đó, mọi người thấy nó ngoằn ngoèo không? Tuốt, 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 tuốt lên trên á. Nó, nu even in de voorkant. Ja. Sanje, mag je hem heel eventjes? Ja. Heb je genoeg geld aan? Dat is allemaal een paardje zo met de zon. Ngang với cái đỉnh núi tuyết bên kia rồi. Đây, cái đường ngoằn ngoèo. Đây, lên tới trên đây nè. Lên nữa, mình phải lái lên luôn đó nha. Và hiện tại bây giờ á, cái độ lạnh ở đây là 16 độ. Ở dưới á là 10, ở dưới là 20 mấy 30 độ nha cả nhà. Nhưng mà trên đây là 16 độ, không biết lên cao nữa thì nó là bao nhiêu. Đi sâu. Oh, trời ơi, trời ơi. Ôi, ôi, ôi. Oh, we zijn van de weg af. Nee, nu vallen we naar beneden. Maar nu kan ik de, je kon mooi zo met de zon. Dan moet je even uitstappen. Vooruit.
Đấy, phải mở cửa ra để quay cái chỗ này thôi. Tại vì cái chỗ này đẹp quá thì không thể nào mà bỏ lỡ được. Tại vì biết bao giờ mình mới quay trở lại cái chỗ này. Hoa dại đây, hoa dại trên núi đây. Đó, nhìn đi đẹp không? Mọi người thấy không? Mình đã tích ở dưới đó nha cả nhà, mình đã chạy xuống đây nha. Chạy lên đây. Đẹp kinh khủng không? Vùng này là của Ý mà Linh cứ ở trong đầu Linh cứ nhớ là của Áo thôi. Tại vì thường bên Áo là có núi có băng như vậy nè. Rồi bên Ý thì là cái vùng này Linh mới qua thôi là, và Linh cứ nghĩ là Ý thì sẽ rất là nóng, mà đúng là nóng thiệt, nhưng mà không nghĩ là nó còn băng tuyết ở trên núi như vậy đâu. Đẹp quá cả nhà ha. Hoe is het, zei je? Op het moment 2580. Có một chiếc xe tải và người ta đang làm việc. Làm sao anh ta có thể lái cái chiếc xe tải đó lên đây được ta? Hij gaat aan een kabel naar beneden. Kinh khủng thiệt, cái đầu chiếc xe tải mình nhìn mình thấy sợ thiệt á. Als je het plasma ontstaat, dat weinig weerstand biedt. De deus verlaat. Tụi mình đã tới cái đỉnh mà cái chỗ cao nhất có tụi mình có thể được phép đến. Và phía trên vẫn còn một cái tòa nhà thật là cao nha. Ở đây thì cũng có cái điểm dừng chân thì mọi người biết ở đâu cũng vậy hết á. Có cái điểm dừng chân thì người ta sẽ có bán đồ, có nhà hàng nè. Lạnh á cả nhà, Linh thấy lạnh á, tại vì Linh nói là ở trong hồi lúc nãy Linh nói clip vừa rồi là 16 độ á, cho nên 16 độ mà mình mặc đồ mùa hè mà thì đương nhiên là nó lạnh rồi. Mấy cái quầy hàng đúng tính chất của vùng núi luôn. Dạ, yeah, lạnh đó con. Chỗ này bán xúc xích nướng. Oh nee, dat is heel koud. Ja, koud hè? Jij zei dat het heel warm ging worden vandaag. Waar is het op zit? Linh đi rất là mệt luôn cả nhà. Tại mình đi từng vùng á, không có ở một vùng mà nhiều ngày giống như là mấy cái clip trước Linh nói. Cho nên cứ thay đổi ngày này đi vùng này, thay đổi ngày kia đi vùng kia. Cho nên có nhiều lúc quay xong mà ngủ gục luôn á. Đi vòng vòng cái ngọn núi rồi đó cả nhà. Chưa xuống nữa đó. Chưa xuống núi nữa. Mà bây giờ thì đói bụng quá. Với lại Linh không biết ở cái ở nước Ý á thì họ đóng cửa cái nhà hàng lúc mấy giờ. Cho nên sợ mình đi sợ đi tới cái chỗ nghỉ á, nó sẽ đi qua đây anh. I hear. Mình tới cái chỗ nghỉ thì nó sẽ không còn thức ăn để ăn nữa. Mặc dù là Linh có đem thêm mì gói á, nhưng mà thôi để chừng nào bắt nó dễ lắm mới ăn mì gói. Còn nếu không thì phải cho mấy đứa nhỏ nó ăn đàng hoàng. Chứ nếu mà đi không sẽ bị rất là mệt. Trời tối rồi mà tụi Linh chưa có đi qua cái khỏi cái núi nữa. Tụi Linh dừng ở đây. Tụi Linh ăn ở một cái nhà hàng đậm chất Ý. Đúng là của người Ý. Và ở đây họ nói tiếng Ý. Họ sử dụng tiếng Anh rất là ít. Thì tụi Linh đến đây tụi Linh ăn chiều.
Tại vì mình muốn đi một đoạn nữa để cho gần tới cái chỗ mình ở đó. Nhưng mà sợ là sẽ không nhà tất cả nhà hàng sẽ đóng cửa. Vì giờ này cũng tối rồi, gần 7 giờ rưỡi hơn rồi. Cho nên cũng sợ và sẽ ghé đây ăn. Ở đây là cửa có nhà hàng pizza. Nhưng mà họ có bán spaghetti pasta nữa cả nhà. Bữa tối bắt đầu, đây là pizza 4 người. Hả? Ini is jij tegen? Pizza Matalia. Just kaas? Ja. Het is pizza zonder... Bánh mì. Spaghetti. Và đây là bữa tối của Linh, một ly nước chanh. Linh hứa là Linh sẽ không ăn tối. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Chúc cả nhà một ngày thật vui. Nếu mọi người thích thì hãy làm ơn chia sẻ, nhấn like và subscribe cho Linh để Linh có động lực làm thêm clip cho mọi người nữa nhé. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.